Từ 1.793 tác phẩm và công trình sách ảnh của các tác giả trên khắp cả nước gửi về, 13 công trình sách ảnh và 191 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lựa chọn để trưng bày tại triển lãm, trong đó có 8 giải A, 12 giải B và 16 giải C. Các tác phẩm ảnh tại triển lãm có giá trị tư tưởng cao, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, đồng thời có tác động xã hội tích cực, có sức lan tỏa, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Phong cảnh đẹp của đất nước này, rồi các công trình xây dựng mới của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng là cũng có trong ảnh. Nhưng mà những cái đó thì tôi thấy rằng là nó là cái hình thức bề nổi. Mà cái cần đi sâu vào nữa trong những ảnh của chúng ta là đi vào cái chiều sâu tâm hồn của con người. Song hành cùng lễ tổng kết, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng giới thiệu tới công chúng triển lãm ảnh Trường Sa qua ống kính người nghệ sĩ. Đây là kết quả của những chuyến công tác phối hợp tuyên truyền với các đơn vị hải quân mà hội được đồng hành cùng. 74 tác phẩm của 35 tác giả là những tiếng nói ân tình của những người nghệ sĩ gửi gắm qua từng góc nhìn, từng nhân vật tới Trường Sa, một phần máu thịt thiêng liêng của đất nước. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 28 tháng 3 và mở cửa tự do để khán giả có cơ hội tiếp cận gần hơn tới những tác phẩm nghệ thuật.